Chào các em, hôm nay thầy làm video hướng dẫn chi tiết hướng dẫn giải chi tiết cái phần bài tập công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hydro. Thì đây là một dạng bài tập xác định tên nguyên tố. Thực ra thì đây là dạng bài tập dựa vào phần trăm nguyên tố của lớp 8 mà chúng ta đã học rồi đó, nhưng mà có sự nâng cấp lên, đó là xác định phần trăm nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất hoặc là công thức hợp chất khí với hydro. Vì để nắm được dạng này thì đầu tiên chúng ta được nắm cái mối quan hệ giữa công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hydro là như thế nào. Thì hướng dẫn thứ nhất là chúng ta coi cái mối quan hệ. Giữa công thức oxit cao nhất, công thức oxit cao nhất là viết tắt nha, và công thức hợp chất khí với hydro, công thức hợp chất khí với hydro. Chúng ta chỉ học công thức hợp chất khí thôi, với H với hydro. Thì mối quan hệ như nào thì đầu tiên chúng ta phải nắm được cái công thức tổng quát chung. Thì thầy bên đây thầy ghi là công thức oxit cao nhất nha. Công thức oxit cao nhất, công thức chung của nó là R2OX, R2O nhóm đó. Và bên đây đó là công thức hợp chất khí với hydro. Thì công thức của nó là RH8-X. Nhớ cho thầy, X chính là nhóm nha. X là nhóm. Chúng ta không nhớ X là nhóm là không được nha. Vậy là đối với nhóm 1A nhóm 1A thì công thức oxit cao nhất của nó, thầy ghi tương ứng ở đây, công thức oxit cao nhất của nó là 1, nhóm 1 chính là R2O. Còn công thức hợp chất khí với hydro thì lưu ý ở đây là chúng ta không có công thức hợp chất khí với hydro, nhưng vẫn có công thức hợp chất với hydro. Công thức đó người ta gọi là hợp chất hydro kim loại đó, chúng ta không học khỏi xét nha. Tiếp theo là nhóm 2A. Nhóm 2A thì ở đây x bằng 2, chúng ta cũng gọn nha. Vì đó là RO, công thức oxit của nó là RO, bên đây cũng là không có. Không có công thức hợp chất khí với hydro. Nhóm 3A. Nhóm 3A thì công thức oxit cao nhất ở đây chúng ta thấy bên số 3, vì nó sẽ là R2O3. Bên đây cũng không có luôn. Nhớ là từ nhóm 4 tới nhóm 6 trở lên mới có công thức hợp chất khí với hydro. Nhóm 4 đến 6. Từ nhóm 1, nhóm 3 thì nó là công thức hydro kim loại. Nhóm 4A. 4A thì đây chúng ta x bằng 4, nhóm 4, vậy là 2O4 chúng ta chia cho 2, được là RO2. Bên đây có nghe, vậy nó sẽ là RH4. Nhớ nghe, RH8 trừ nhóm, RH4. Nhóm 5A, nhóm 5A sẽ là, thế vô 5, vậy sẽ là R2O5. Và ở đây, thế vô 5 sẽ là RH3. Nhóm 6A, thế vô đây số 6, vậy là R2O6, rút gọn còn lại là RO3. Và bên đây 8 trừ 6 còn 2 sẽ là RH2. Nhóm 7A sẽ là R2O7. Công thức hợp chất khí với hydro của nó là RH nha. Như vậy nhóm 8A chúng ta không có xét, vì là chúng ta phải nắm công thức hợp chất khí hydro từ đây xuống này. Và cái nắm thứ hai nữa chúng ta cần nắm, đó là chúng ta phải nắm được công thức tính phần trăm nguyên tố.
công thức, tính. Tí xíu này sẽ có một số bài tập ví dụ cụ thể nha. Công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất nha. Trong hợp chất chẳng hạn thầy giải sử hợp chất đây là AXBY nè, trong hợp chất AXBY chưa sắm được cái thước của ta. Rồi gặp cho nó đẹp đẹp nhé. Rồi 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 như vậy công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất AXBY nha. Thì ở đây nắm cho thầy công thức tính phần trăm của nguyên tố A, phần trăm khối lượng đó, phần trăm nguyên tố, phần trăm m lớn cũng là nó, phần trăm khối lượng là nó, vậy sẽ bằng m lớn nguyên tố A mà ở đây có x nguyên tố A, vậy là nhân x chia m lớn nguyên chất, nguyên chất sẽ là m lớn của A nhân x cộng m lớn của b nhân y, tại vì có x a và y bằng b à, nhân trăm thì chúng ta sẽ được là phần trăm khối lượng của nguyên tố A. Tương tự chúng ta tính được phần trăm khối lượng của nguyên tố b à, ở đây có là b, chúng ta lấy m lớn b, có mấy thằng b, có y thằng b à, thì chúng ta sẽ chia cho nguyên chất, nguyên chất cũng là m a nhân x cộng MB nhân Y nhân trăm. Đó là công thức tính phần trăm khối lượng nha, của nguyên tố. Chúng ta muốn lập theo cái này cũng được, hoặc là chúng ta lập tỷ lệ nha. Lập tỷ lệ đó là phần, và chúng ta nhớ cái này, phần trăm A cộng phần trăm B trong một chất có hai nguyên tố nha, thì bằng 100% nha. Và từ cái này chúng ta có thể chia ra là đó là phần trăm của A trên phần trăm của B à, phần trăm của A trên phần trăm của B, thì chúng ta sẽ thấy như thế này, ở đây có A vậy là x nhân mà A chia y nhân mà B. Thật ra cái công thức chúng ta có thể chúng ta chưa hiểu à, thì trong ví dụ thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn cái cách giải này như thế nào. Rồi như vậy là chúng ta xong cái phần công thức, bây giờ tới phần ví dụ. Rồi, ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1. Bây giờ đề bài cho như thế này. Người ta cho công thức oxit nha. Cho công thức oxit. Đề bài cho nghe, cho công thức oxit cao nhất là R2O5. Cái này người ta cho nghe. Cho công thức oxit cao nhất là R2O5. Được chưa? Rồi người ta nói tiếp, trong hợp chất của nó với hydro nha, trong hợp chất khí với hydro đi nghe, trong hợp chất khí với hydro, trong hợp chất khí hydro à, phần trăm khối lượng, thành phần khối lượng cũng được hay là phần trăm cũng được, chẳng hạn như đề bài ta nói là thành phần khối lượng của R là 82.35%. Người ta khi xác định tên nguyên tố R, tên nguyên tố R. Đây là bài. Đây là bài này thầy hướng dẫn cho chúng ta một số cách sau đây, ba cách luôn. Nha, à, bài nào. Cách 1. Rồi làm gì làm? Người ta cho công thức oxit cao nhất. À, ta có, xin bật thầy giải chi tiết nghe, ta có R2O5, đây R2O5, vậy suy ra R thuộc nhóm 5, thuộc nhóm 5, cái này khổ suy cũng được, thầy ghi cho chúng ta hiểu nghe, thuộc nhóm 5A. Rồi quan trọng nè, người ta cho hợp chất khí với hydro thành phần khối lượng của R là nhân trăm nè, có nghĩa là chúng ta phải xác định cho kỹ nha, phần trăm khối lượng của R trong đâu, phần trăm khối lượng của R trong đây, thường chúng ta tính trong đây, người ta yêu cầu là phần trăm khối lượng của R trong đây nè nha, tùy theo đường bài nghe, người ta cho phần trăm khối lượng R trong đây thì phải làm trong đây, phần trăm khối lượng R trong đây phải làm trong đây. Rồi như đề bài
yêu cầu là phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với rô. Vậy chúng ta suy ra công thức hợp chất khí viết tắt nha với hydro là gì đây, có sẵn nha, RH3 8 chữ nhóm. Giờ chúng ta nhìn vô đây RH3 này nè nha, RH3 này chúng ta sẽ được như này, chúng ta sẽ tính được phần trăm của R người ta cho công thức thôi nha. Phần trăm nguyên tố này lấy m lớn nguyên tố đó, m lớn nguyên tố đó có mấy mấy R, có một R là nhân một khỏi nha, chia cho nguyên chất. Nguyên chất này có R, có m, R và 3mh, mỗi mh là 1 vì 3mh là 3 nhân 100. Đề bài người ta cho là 82,35. Được chưa? Thì ở đây thầy bấm máy tính, bấm. Thì những em nào không biết thì cứ bấm shift show nghe, giải luôn. Bấm shift show giải luôn cho máy nó tự giải. Mình bấm MR là ít. À. MR là ít shift show. Đây, ít trên ít cộng 3 nhân 100 bằng 82,35 ship so bằng ga 13,99999 vậy sẽ là 14. À, vậy si ga MR chúng ta không cần giải biết nổi nha. MR bằng 14. 14 vậy đây là R là nitơ. À, nitơ 14. À, vậy chúng ta đã xác định được theo cách này. Bây giờ không thích làm cách 1 làm cách 2. Bây giờ chúng ta không muốn lập phần trăm R nữa, chúng ta lập phần trăm của H cũng được. Nhưng quan trọng phải nhìn vô chắc này nghe, không được nhìn chắc này nghe, chắc này người ta cho cái đề thôi. Nhìn đây, vậy là phần trăm H bằng H kia. H có mấy H? Có 3H. Mỗi H là 1, 3 nhân 1. Rồi, chia cho nguyên chất giống hệt như nãy là MR cộng có 3 cái H là 3 nhân 100 bằng phần trăm hydro. Đề bài không có phần trăm hydro, được chưa? Nhưng mà đề bài cho phần trăm của R mà tổng hai thằng là 100. Vậy muốn tính phần trăm hydro chúng ta lấy 100, chúng ta trừ 82,35. Chúng ta làm cách này khi nào? Khi chúng ta làm sai, làm nhầm. Người ta cho R, người ta cho R mà lỡ mà ghi phần trăm H rồi thôi, làm cái này luôn. Chứ không ai mà cho R mà lập theo H. Được chưa? Cái này dài hơn cái kia. Rồi bây giờ mình cũng bấm như nãy. Vậy trên đây chúng ta sửa là thành số 3. À, bên đây chúng ta nhập vô tiếp là 100 trừ. Rồi, ship so bằng cũng 13,99 vậy là bằng 14 y chang. À, MR bằng 14. Vậy suy ra là nitơ. Được chưa? Cách 3. À, cách 3 luôn. Cách 3 là chúng ta làm theo cách tỷ lệ nữa nghe. Bây giờ người ta cho chắc thì chúng ta cứ lập tỷ lệ. Cũng nhìn hợp chắc này. Bây giờ có hai nguyên tố. Thì lập là phần trăm của R trên phần trăm H bằng R có 1 R vậy là bằng MR. H có 3 H, mỗi H là 1 vậy 3 H là 3 bằng phần trăm R người ta cho rồi nè, 82,35%. Phần trăm H chưa cho nhưng mà tổng hai thằng là 100 vậy lấy 100 trừ cho 82,35. Rồi vậy tự suy ra MR cũng bằng 14 nha, cũng là nitơ. Vậy đây chính là ba cách giải cho một cái bài. Được chưa? Rồi ví dụ 2. Ví dụ 2 bây giờ thầy giải đây đi. Thầy cố gắng tiết kiệm cho một cái tấm giấy thôi. Ví dụ 2. Rồi ví dụ 2. Rồi ví dụ 2 đề bài cho như thế này. Người ta cho là oxit cao nhất của R. À, oxit cao nhất của R
Rồi thì cái này tóm tắt cái này còn như này. Trong oxit cao nhất của nguyên tố R, của R nha, thì người ta thành phần oxy, thành phần oxy chiếm 53,338%, thành phần oxy chiếm năm mươi sáu phẩy ba ba tám phần trăm. Đề bài yêu cầu xác định tên nguyên tố R. Đây là cho ngắn gọn như bài nãy nghe, nhưng giải dài hơn đó. Lý do dài là R này người ta không cho nhóm gì hết. Rồi bây giờ làm như thế này. Bây giờ người ta cho oxit cao nhất thì chúng ta có công thức oxit cao nhất sẽ là R2O mấy, không có O mấy hết, OX nha. R2OX, tại đề bài này người ta không cho chúng ta nó ở nhóm mấy hết thì bắt buộc chúng ta phải làm R2OX. Rồi trong đây người ta cho phần trăm ai? Phần trăm oxy. Rồi lập theo phần trăm oxy nha, hay là lập theo phần trăm nào cũng được. Bây giờ giải cách thôi, hết giấy rồi. Giải hai cách thôi đi. Cách 1, bây giờ lập, người ta nói sao lập gì? Phần trăm oxy, nhìn vô công thức phần trăm oxy nha. Đây oxy là 16, có mấy oxy, có ít oxy. Phần trăm oxy là lấy oxy chia m lớn nguyên chất này, chất này gồm có 2R, vậy là 2MR cộng 16 nhân ít bằng, người cho phần trăm oxy, người ta cho nhân trăm thôi nha, nhân 100 bằng 56,338%. Thực ra tới đây chúng ta không cần biến đổi gì hết, chúng ta giữ nguyên cái bảng này. Chúng ta làm bằng cách chúng ta cho ít nó chạy từ nhóm 1 tới nhóm 7, từ nhóm 1 nhóm 7 đều có công thức oxit cao nhất hết. Thì tới đây chúng ta biện luận giữ nguyên nha. Vậy cho ít chạy, ít chạy từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng với nhóm đó. X bằng 1 vậy MR bằng cái gì? Chúng ta giữ nguyên cái biểu thức đó, chúng ta bấm shift show. Rồi bây giờ thì X bằng 1, chúng ta cho X từ từ nha. Vậy là 16, ở trên đây là 16, 16 ở dưới là 2 nhân X MR, mình gọi là X nha, ít trong nghiệm đây cộng 16 nhân 100 bằng 56,338%. Vì lúc này thì nhập biểu thức này có nghĩa là cho ít bằng 1, ít bằng 1 nghe, cho ít bằng 1 thì chúng ta xếp sau có nó ra nhiêu, ít bằng 1 ra 6,2. Lỗi nha, không có nguyên tố nào 6,2 hết chứ. Rồi, tiếp tục x bằng 2. Chúng ta làm như thế. X bằng 2. Vậy đây là nhân 2. Ở dưới đây cũng 16. Chúng ta bấm nhân 2 ha. Nhân 2. Rồi, xếp sau. Sẽ bằng 12,4. Lỗi luôn. Không có nguyên tố nào 12,4 hết. Bây giờ chúng ta cho nó bằng 3. Bằng 3. Vậy đây là số 3. Trên đây số 3. Xếp cho bằng 18,6. 18,6 lỗi luôn nha. Lỗi. X bằng 4. X bằng 4. Trên đây số 4. Trên đây số 4. Tiếp so bằng 24,8. 24,8 lỗi luôn nha. X bằng 5. X bằng 5. Trên đây là số 5. Tiếp so
bằng 31. Đây có đây 31. Nhóm 5 mà ra 31 thì đây chính là phospho nghe. Đó. Vậy ra phospho đó. Nên thầy định làm hết rồi, bằng 6. Nha, bằng 6. Vậy này là số 6. 37.2 vẫn là loại nha. Loại. X bằng 7 luôn nha, lỡ làm mà. X bằng 7. Chúng ta là số 7. Tiếp số bằng 43.4. 43.4. Loại. Vậy là giá trị chúng ta nhận chính là X bằng 5 ra 31 là nguyên tố phospho. À, vậy là R là phospho. À. Vì đó với bài này chúng ta phải biên luận được chưa? Đó là cách 1 nha. Cách 2 như thế nào? Vậy thì làm cách 2 cho đây. Cách 2 thì chúng ta lập tỷ lệ giống nãy, phần trăm R trên phần trăm oxy. Chúng ta nhìn vào thức đây. R2OX và phần trăm R nó sẽ bằng là 2MR, đã có 2R. Phần trăm X sẽ bằng là 16 nhân X. Được chưa? Phần trăm nguyên tố R người ta cho là 56.338%. 56.338%. Vậy phần trăm của oxy sẽ còn lại. Đây thầy nha. Phần trăm oxy là 56.338%. Vậy phần trăm của R sẽ là 100 trừ số này nha. 100 trừ số này. Vậy thầy ghi 100 trừ. Được chưa? Vậy là tương tự cách hồi nãy thì chúng ta cũng cho ít nó chạy. Ít chạy từ 1, 2, 4, 5, 6, 7 cũng nhận giá trị là 5, sẽ ra 31, giống hệt thôi. Cái này mấy em có thể tự làm nghe. Rồi, đây là cái cách, chủ yếu là cái biểu thức này thôi. Người ta cho phần trăm oxy. Vậy trên đây lấy 100 trừ. Rồi đó là nội dung của cái bài hướng dẫn chi tiết bài tập về công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hydro. Bài giảng của thầy đến đây kết thúc.